Thấy ông Thảo kêu mẹ anh về, mẹ đi bụi, mẹ không như mẹ đi bụi. Cửa có mà lại đi bụi. Con bó tay rồi, Con bó tay hả? con thấy chuyện nhỏ mẹ ơi. Vậy là hồi nãy là chú Linh Nếp là con có xem đúng không? Dạ có. Rồi con thấy chú Thảo mà nói chuyện gì đó đúng không? Dạ không đúng. Hồi nãy là chú Thảo nói sao con đúng không? Ở cái nhà của ông Phi với mẹ con đó. À, thế là nói là nhà này là nhà của ông Phi Du Vinh. Dạ đúng. Mà con thấy như vậy là đúng không? Dạ không, ông Hảo là ông Hảo nó sai rồi, không đúng. Cho nha mẹ dọn hết đồ nha. Về đây. Mẹ phải mày phải phải mày phải đi luôn á. Con thấy đúng mà đi bu của mẹ ơi. Con thấy đi đi bu á, con khó chịu á. Hùa. Hô mẹ ơi, con bắt tay rồi, cho mẹ đi mẹ quá. Hồi sáng ông Hảo kêu đuổi nhà mẹ biết ông phim không? Ông Hảo. Con cấm mà ông Phi không cho ở, con cho mẹ ở thôi. Không cho ông tự vô. Ông Hảo không có quyền đâu, con là có quyền thôi. Ông Hảo không có quyền nói chuyện với nhà này đâu. Ơi Quỳnh xin mến chào cả nhà ha. Thì hồi nãy thì Quỳnh cũng có lên clip á, thì có Thảo với lại Phi với lại Vi á. À, cũng có cãi lộn ở giữa quán với lại như là cháu Khôi cũng mới vừa xem clip đó xong thì cháu Khôi cũng gọi cho Vịnh để muốn cuộc gọi chuyện nói với mẹ, tại vì thấy dạo này luôn bu quá thì cháu Khôi thì tính nhờ Vịnh qua đây để gọi điện thoại để nói chuyện với mẹ như thế nào đó. Giờ Vịnh đang có mặt tại nhà Huy để gặp cháu Khôi xíu. Chào. Chào con ha. Dạ chào chú Vịnh. Ôi bữa nay đi học không con? Dạ có, chuẩn bị đi. Chuẩn bị đi hả? Dạ. 1:30 hả? Dạ 1:30. À giờ thì mới 1:15 hả? Dạ. Giờ hồi nãy thì con có gọi cho chú á. Dạ. Qua để muốn nói chuyện với mẹ gì đó. Dạ. Hồi sau thì nãy chú Linh clip á, con có xem hả? Dạ con có xem của chú Dũng. Con thấy sao? Thấy không? Thấy ông Thảo kêu mẹ anh về, mẹ đi bụi, mẹ không như mẹ đi bụi đó. Con thấy không, thấy mẹ mình đi bụi không? Dạ thấy. Vì nhà cửa có mà lại đi bụi. Con bó tay rồi. Con bó tay hả? Con thấy chuyện nhỏ mẹ ơi. Ý là con tìm chú là muốn tìm cách gì để kêu mẹ về hay sao? Dạ dạ đúng rồi chú. Chú giờ không biết làm sao nữa. À nhà mình lăn bê lại hay sao chú? Lăn bê lại hả? À, nói chung là nhà của Vi thì cũng có anh chị lăn bê lại từ nhà. Nói chung là mưa nó tràn vô thôi. Đi thì tan rồi lăn thêm một chút rồi. Sao mình vô nhà để trò chuyện được không? Nhưng mà xếp gọi cho mình. Mình mời cả nhà mình vô trong xếp. Cho cô chú lăn ở đâu lăn đi. Lăn bê, mẹ vô thích nè. À. Nghe, đọc xong vậy. Đi mới làm thì không biết sao nó nổ bê hết nha. Giờ phải anh Hải thì mới cũng là lăn lại thêm một nước nữa. Lăn lại thêm một nước nữa. Dạ. Nhà mình chắc được đâu hơn 2 tháng không? Dạ. Hơn 2 tháng ha. 2 tháng. Ừ. Rồi giờ sao này? Ý là con muốn sao này? Con muốn trước nhờ khi mẹ về, con muốn nói chuyện với mẹ. Vậy là hồi nãy là chú Linh Nếp là con có xem đúng không? Dạ có. Rồi con thấy chú Thảo mà nói chuyện gì đó đúng không? Dạ không, không đúng. Hồi nãy là chú Thảo nói sao đây con đúng không?
Ở nhà, cái nhà thì cái nhà của ông Phi với mẹ con. Đó. À, thế là nói là nhà này là nhà Phương Phi Du Vinh. Dạ đúng. Mà con thấy như vậy là đúng không? Dạ không, ông họ, dạ, ông họ nó sai rồi, không đúng. Tại vì lúc trước mình có ký giấy thì con Thảo có đây đâu biết đâu đúng không? Dạ. Ừ. Ông Thảo lại lên tiếng nói là căn nhà này của ông Phi Du Vinh. Với mẹ con. Dạ. Thì con thấy bức xúc quá hay sao? Con thấy giờ bức xúc quá. Bây giờ cái gì là ồn quá. Tôi vô trong phòng được không? Ở ngoài nó ồn quá. Xin phép ta vô trong phòng thôi để gọi chuyện cho Nguyên cái điện cho Khôi nói chuyện với mẹ. Thì chú gọi coi sao. Rồi. Và hằng ngày ở nhà mình mua không? Dạ không. À, dạ không. Chứ là con thấy mẹ ở ngoài gì thấy tội hả? Dạ, dạ thấy tội lắm. Đây nè, nói chuyện với Khôi nha, nói chuyện với Khôi nè. Dạ, mẹ ơi. À, à, sao mẹ không về, sao mẹ không về, về ở đây? Dạ, cho Phi Phi ông Hảo, trời ơi. Chị nghe mẹ dọn hết đồ nha. Về đây. Dạ. Hỏi phải gì luôn không? Mẹ phải. Mẹ phải phải mẹ phải đi luôn á. Hỏi sao? Mẹ đi luôn hả hay đứng không? Dạ con không cho ở bên ngày đâu, về luôn á. Để ông Phi với ông Hảo trời để cho ông Phi với ông Hảo trời đó đi. Con thấy đứng mà đi bu mẹ ơi. Thằng mẹ cả thương con hơn. Đúng. Con không cho bị ngày đâu. Mẹ sẽ bừa luôn luôn. Mẹ sẽ bừa luôn, không cho bị ngày nữa. Con thấy con thấy chụp đi bu á. Con khó chịu quá. Hô mẹ ơi con bắt tay rồi cho mẹ đi mẹ quá. Hô con. Mẹ có thương con không? Mẹ giờ đây ở. Con. Một ngày. Một ngày không mới ta. Dạ con cho ông Phi con không cho ở. Mẹ phải dọn đồ quay ở chúng con luôn. Con cho. Con cho mẹ ở. Con cấm không cho ông Phi ở. Hiểu không? Hồi sáng ông Hảo. Sáng ông Hảo kêu cho mẹ ăn cho buổi không? Sáng ông Hảo kêu dụ nhà mẹ với ông Phi không? Ai? Ông Hảo. Con cấm mà ông Phi không cho ở, con cho mẹ ở thôi. Không cho ông tự vô. Ông Hảo. Ông Hảo không. Ông Hảo.
ông Bảo không có quyền đâu, con là có quyền thôi. Ông Hảo ông Hảo không có quyền vô. Ông Hảo không có quyền nói chuyện với nhà này đâu. Ông Hảo không có quyền. Dạ dạ con hiểu rồi. Ở nhà con không cho con. Dạ ở nhà mau, ở nhà mẹ về và chúng con. Mẹ thương con thì mẹ gì trước mở con đi học rồi con không có nhà đâu. Mẹ thương con là về luôn. Mẹ có thương con không? Mẹ đây. Mẹ cứ hương con không? Mẹ phải nói đỡ. Dạ. Dạ, con mẹ hết rồi. Đâu? Con không biết câu. Người ta đang sửa nhà kìa, đang sửa nhà kìa. Sửa nhà mới kìa. Dạ. Dạ, chuẩn bị đi học mẹ. Sáng mai mẹ về nha. Dạ, dạ, rồi. Mẹ phải cuốn đồ về luôn. Ủa, mới trời. Ồn quá. Ồ, thì nãy giờ thì mẹ nói chuyện sao coi? Mẹ nói chiều mẹ về. Gì mà có là quyết định là về luôn hay là nghe nói về vài ngày là sao ta? Mà kia mẹ về luôn á. Trời ơi. Về luôn. Không, nếu về luôn thì nó được. Còn nãy nghe nói là về vài ngày đó. Về ngày á, con không cho về ngày, con sẽ về luôn. Còn ông Phi Hảo không quyền cấm cản con được. Đó. Chú hỏi như là tại sao là mẹ con phải quyết định là gì, phải cho con phải kêu Phi là phải kêu ba Phi là sao ta? Con không biết nữa. Hồi nhỏ giờ con không kêu ba Phi đâu, con kêu bằng ông thôi. Còn à. Còn cho Hảo kêu bằng ba cũng được, không sao. Bà Hảo con hồi nhỏ từ lớn. À, tức là hồi đó là con là ở với ba Thảo. Đúng rồi. Là ba Thảo có nuôi con, đúng dạ. Không? Dạ. Còn Phi thì mới đây thôi chứ gì? Còn ông Phi không như con hồi nhỏ giờ mới đây thôi. Mà chú hỏi thiệt nha. Dạ. Thì chú có nghe nói là ở chung với Phi á, là Phi có tập con là uống rượu đúng không? Dạ cũng có, giờ này đó, là... chưa? Giờ này con thay đổi, con không uống rượu nữa, con bỏ rồi. Đó, là hồi đó là con ở với Phi là Phi là tập con uống rượu hả? Dạ đúng. Đó, nếu mà cho Phi về đây là sao? Con không cho. Ừ, về đây là con cũng giống Phi luôn rồi đó. Con không cho ông Phi về. Đó, con phải quyết định là như thế nào đó, đúng không? Con cho mẹ về thôi. Cái này con có quyền, con sở hữu, con có quyền. Nhưng mà chú thấy tình cảm của chú Thảo là ba Thảo con là có thể là thương con nhiều hơn á. Dạ đúng rồi, con, đúng rồi, còn ở phía con không thương con đâu, nội đó này. Thôi giờ thì nãy con nói mẹ thì nghe nói là chiều mẹ về đúng không? Dạ đúng rồi, chiều mẹ về. Ừ. Rồi, gần này đây là 1:00 rồi, gần 1:30 đó. Dạ. Rồi con đi học ha. Dạ. Để coi chiều nay mẹ có về luôn hay không, để mình tính tiếp ha. Dạ. Thôi rồi, vậy ha. Dạ, ba dạ. À,